chỗ đó là nếu mà mình vọt cái sóng thì nó mỏng thì nó không có chịu đựng được cái lực, nó sẽ cụp xuống nha. Cái này mà đặt sóng thì nó không có bay lên được nhiều đâu, nó chỉ giải quyết được chỗ này chú lực. Rồi cái đầu mũi thì nó hơi nhích hơn tí xíu thôi, còn khi mà làm cấu trúc thì bác sẽ gọt cái xương đó. Là nếu mà làm cấu trúc làm mê là 30 triệu, còn nếu mà mình làm bằng cái sóng sụp ghi bơm này là 45 triệu, là đẹp, nó không có nhúc nhích gì trơn, nó không có bị bóng đỏ sau này. Chứ còn làm loại đặt sóng rồi là thì nó không có hiệu quả lắm, tại nó bị cái gồ. Vấn đề nó nằm ở trong cái gồ đó đó. Nếu cái gồ mà mình gọt cái sóng mà nó bị lõm lên thì chỗ đó nó mỏng cực kỳ luôn, nó bị cọc xuống. Nó không có bị bóng đỏ, cái sóng nữa, cái sóng nó không có lắc qua lắc lại được, nó dính luôn. Cái loại này loại xịn mà, loại sóng này sóng xịn. Còn hồi xưa tới giờ mình đặt cái đoạn này nè là cái sóng cái gọi trên đây là cái silicon, còn cái đầu mũi thì là cấu trúc thì vẫn là làm sụn tay, nhưng mà cái đoạn này là cái đoạn sụn như vậy nó cứng, sau này nó dính vô luôn cái mô của mình. Còn nếu không mình làm cái sóng silicon bình thường. Không mà bạn chỉ nó làm